mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Bếp Nhà Mình được phát sóng vào lúc 11:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một món bổ dưỡng dễ làm, dễ kiếm và đặc biệt là sẽ làm cùng với một người bạn rất là đáng yêu và quen thuộc của Linh, diễn viên MC Lê Nguyên Bảo. Tên tên vẫn là Bảo đây, vẫn đồng hành cùng với Bếp Nhà Mình, cùng với Linh, một người bạn rất là gần gũi của Bảo, cũng như là gặp gỡ lại tất cả quý vị khán giả là một điều mà Bảo rất là thích thú. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu món uống ngày hôm nay nhé. Thành phần của món sinh tố ngày hôm nay chúng ta sẽ bao gồm cải xoăn này, xoài, bơ, cam, sữa hạnh nhân nha, để tăng thành phần dinh dưỡng và một chút đường dành cho ai cần thêm một chút ngọt ngào cho món này. Hợp lý. Và bây giờ chúng ta sẽ làm từ những công đoạn nào đây? Cái tên của món này đó Bảo là món biết. Đó là sinh tố cam, sữa hạnh nhân, bơ, xoài và cải xoăn. Hay quá. Hoặc là một cái tên ngắn gọn hơn. À. Sinh tố cam, bơ, xoài, xoăn. Cam, bơ, xoài, xoăn. Ơ, dạ. Hay. Hay nha. Nhưng mà đọc hơi líu lưỡi nha. Ok, đồng ý. Ừ, đồng ý hả? Hôm nay mình sẽ có sinh tố cam, bơ, xoài, xoăn. Và bây giờ chúng ta làm để xem khẩu vị như thế nào nha. Ok, Bảo sẽ xung phong là Bảo sẽ cắt trái xoài cho Linh. Rồi, ok. Và vắt cam cho Linh. Linh cắt bơ đi. Ôi. Hợp lý không? Rất là hợp lý. Nhưng mà Bảo không nghĩ là bơ có thể kết hợp với một cái loại trái cây có vị chua như là cam và xoài như vậy luôn á. Và đặc biệt hơn là có cái cải xoăn vừa nữa thì không biết là khẩu vị sẽ như thế nào. Cũng đang rất là tò mò. Hơn nữa là sẽ còn có cả vị béo của sữa hạnh nhân này. À, công thức của Linh ngày hôm nay thì mình sẽ cho bao nhiêu cam Linh ha? Chúng ta sẽ cần vắt 1.5 quả cam. Dùng sữa hạnh nhân thì sẽ có rất là nhiều chất dinh dưỡng, có chất béo tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là đạm thực vật này thì lại dễ tiêu hóa hơn. Nguyên liệu của chúng ta là rất là nhiều màu sắc. Linh sẽ bắt đầu xay sinh tố nha. Là Linh cho hết cái phần nước cam này vô luôn hả? Đúng rồi. Toàn bộ phần sữa hạnh nhân này vào. Rất là hấp dẫn nha. Màu sắc rất là đẹp, rất là bắt mắt. Sau đó Linh sẽ thêm đá vào. Tí xíu đá vừa phải. Nếu như mà quý vị khán giả nào chúng ta thích vị ngọt đậm đà hơn thì chúng ta có thể cho vào một tí xíu đường nước nha. Nhưng mà với Linh và Nguyên Bảo ngày hôm nay thì bọn mình sẽ thích cái vị ngọt có sẵn của xoài, đúng không nào? Thế thì cho nên là Linh sẽ lựa chọn là không bỏ đường vào đây. Ta-da! Linh thấy là qua mỗi một số mà Bảo đến thăm Bếp Nhà Mình thì như Bảo khéo tay hơn đúng không nhỉ? Thì giống như là mình được thực tập nhiều hơn, mình được thấy cái cách mà bạn mình chia sẻ, rồi bạn mình làm thì riết thì mình cũng phải học lỏm được chứ. Hôm nay món này chúng ta sẽ trang trí thêm một chút hạt chia. Nói về thành phẩm của ngày hôm nay. Thành phẩm? Một cái mùi rất là thơm, đặc biệt là thơm mùi xoài. Cái độ sánh đặc của màu bơ. Màu sắc thì Bảo nhìn thấy không? Nó có những sắc xanh khác nhau, đậm nhạt. Nhìn thì chúng ta có thể đoán ngay đây là một đi sinh tố bơ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta xem thật kỹ thì có một cái độ... Có đốm nhỏ đậm hơn. Nhỏ nhỏ là có rau, trình cũng rất là bắt mắt. Mùi thì mùi thơm của xoài, nhưng mà đặc biệt là cái vị xem như thế nào nè. Cùng thử nha. Cái vị béo. Thứ nhất là khi mà thưởng thức thử ngay từ đầu Bảo có chia sẻ là một cái khẩu vị nó rất là lạ. Thì theo như mình nhìn mình đoán tại vì những cái nguyên liệu mình không nghĩ nó có thể kết hợp hòa quyện lại với nhau được. Nhưng mà mình khi mà mình uống vào thì cái vị béo đặc trưng của bơ thì ai cũng biết rồi. Nó làm cho mình một cảm giác rất là dễ chịu. Đặc biệt thơm là xoài và cam. Và một chút rau xanh nữa thì Bảo nghĩ là rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Cả chị em phụ nữ như Linh thì sẽ rất thích đúng không? Bảo có thấy có một điều lạ là cái hương vị của nước cam gần như biến mất đúng không? Nhưng mà nó nghe thoang thoảng vẫn có cái mùi cam rất là dễ chịu. Linh nghĩ là đây sẽ là một cái thức uống mà có thể giúp cho bố mẹ dụ các em nhỏ để em nhỏ có thể dùng thêm rau xanh mà không cần phải ăn trực tiếp. Và rất là mong quý vị khán giả sẽ cùng với Mỹ Linh đồng hành với Bếp Nhà Mình cùng với các khách mời giống như là Nguyên Bảo ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 11:40 trước Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Một lần nữa thì Mỹ Linh, Nguyên Bảo
xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.